Sao đấy? Này, anh để cái gì dưới đệm đấy? Đau thế. Tôi sẽ cho các người thấy hậu quả của việc ngoại tình nó là như thế nào. Trưa nay anh ăn gì? Gửi ảnh em xem nào. Không có vợ ở nhà, anh đành phải ăn mì tôm đây này. Khoan đã. Sao lại có hình ảnh một cô gái ở đây thế này? Anh đang ở nhà một mình à? Anh đang ở nhà ăn mì chứ đâu. Có thật là một mình không? Hay là em vừa đi thì anh rủ bạn đến nhà? Em đi công tác thì anh rủ bạn bè về làm gì cho mệt xác. Anh ở nhà một mình thôi. Và thôi, anh ăn mì đây. Mới hết cả rồi. Chắc chắn đây là hình ảnh phản chiếu của một cô gái nào đó. Alo, Trà. Em đổi lịch bay cho chị xuống muộn hơn nhé. Ngay lập tức. Chị cần phải về nhà ngay bây giờ. Vợ. Sao em lại về nhà giờ này? Anh tưởng giờ này là em phải đang ở trên máy bay rồi chứ. À, em để quên đồ. Anh ở nhà có một mình rồi à? Không một mình thì mấy mình. Em hỏi lạ thật đấy. À, hay là em tính dẫn cô nào về đây với anh cho đỡ buồn à? Anh xin nhé. Em nói thật đấy. Anh có chuyện gì giấu em không? Hay là có lén vén với cô nào không? Nói thật đi, em tha cho. Hôm nay em bị làm sao ấy? Anh thì làm gì có ai? Được rồi, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là anh chỉ có một mình em thôi. Anh vào nghe điện thoại. Chắc là không có ai thật. Mình đang nghi quá rồi. Vết son môi. Đây không phải máu son mình dùng mà. Mình linh cảm không sai mà. Anh ta đang ngoại tình. Chị ơi, em mang tài liệu sang cho chị ký. Tiện ý, em có cây xương rồng này biếu chị, để chị để trong nhà cho đẹp ạ. Cây xương rồng á? Vâng. Đẹp thế, chị cảm ơn nhá. Nhà em á, bố mẹ em làm cây cảnh mà, cho nên là nhiều cây lắm. Bố mẹ em bảo là mang cây cảnh sang để biếu sếp, nhưng mà em chọn mãi thì thấy cái cây xương rồng này phù hợp nhất với chị. Sao lại phù hợp nhất với chị? Ừ, tại vì chị cứng cỏi với cả mạnh mẽ như cây xương rồng này này. Mà cái cây này á, chị không cần phải chăm bón quá kỹ đâu. Nó vẫn sống tốt, nên là rất hợp với những cái người bận rộn như chị. Cảm ơn em nhá, em tinh ý quá. Mà chị ơi, dạo gần đây em thấy chị hơi buồn. Chị có chuyện gì à? Có chuyện gì mà em giúp được thì chị cứ nói ra. Em với cả chị làm việc với nhau bao năm rồi. Với cả em còn là trợ lý thân cận của chị nữa. Trông chị buồn lắm à? Vâng, chị có chuyện gì ạ? Chồng chị... anh ấy đang ngoại tình. Cái gì? Anh Phương á? Ồ, em thấy anh ấy đấy là người đĩnh đạc mà. Làm sao có chuyện đấy được ạ? Em xem bức ảnh này đi. Chị thấy có bóng của người phụ nữ ở trong tủ lạnh. Chị chắc chắn là anh ấy đã ngoại tình sau lưng chị. Ừ, chị ơi, chị đa nghi thế. Nhỡ may đây là cái bóng ở ngoài ban công người ta phơi quần áo phản chiếu lại thì sao? Chứ em tin anh Phương là người trung tình. Lòng người khó đoán lắm. Nhất là đàn ông. Thôi chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Em chắc chắn với chị, anh Phương là người trung tình, là người đàn ông tốt nhất rồi. Em nghĩ anh ấy không phản bội chị đâu. Mà thôi, em xin phép chị, em đi về đây. Cũng muộn rồi ạ. Em về nhá. Thank you.
xương rồng trả biểu em đấy à? Vâng. Nhưng mà sao anh biết cây xương rồng này là trà tặng cho em? Nhỡ đâu là em tự mua hay là người khác tặng cho thì sao? Thì anh nhớ là có một lần nào đấy em đã từng kể với anh là bố mẹ Trà có một vườn cây cảnh mà. Em nhớ là em chưa từng kể với anh về cuộc sống của bất kỳ một nhân viên nào ở trong công ty của em à? Có đấy. Thế là em quên thôi. À mà thôi, anh vào tắm đây. Chẳng lẽ cô ta chính là kẻ thứ ba ấy? Vừa đi công tác chuyến này, chồng sẽ nhớ lắm đấy. Em đi có một tuần thôi rồi về mà. Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn ít mì tôm thôi đấy. Chồng nhớ rồi. Đi, để chồng đưa vợ ra sân bay. Thôi, cậu Phiêu đứng đợi em ở dưới sảnh rồi. Rồi em đi luôn đấy. Làm gì mà lâu thế, cứ để người ta phải chờ suốt hết cả ruột. Thì cũng phải để cho con máy già nhanh nó ra khỏi nhà đã chứ. Nó mà phát hiện ra là nguy to đấy. Em có nhớ cái vụ mà em biếu cây xương rồng không? Anh chỉ hơi lỡ miệng có tí thôi mà nó đã nghi ngờ rồi. Thảo nào, dạo gần đây cứ gặng hỏi nhiều chuyện. May là em chưa lỡ miệng phát nào đấy. Nhưng mà em có chắc chắn là con máy già nhà anh nó đã lên được máy bay không? Chả chắc thì sao. Em phải bảo thằng Phiêu lái xe riêng của chị ta, khi nào tận mắt nhìn thấy chị ta lên máy bay thì mới được về đấy. Biết là thế nhưng mà anh lo lắm. Có lần nó có về đột xuất cơ mà, ai mà biết được. Thôi chết rồi, để em gọi cho Phiêu đã. Alo, anh có thấy chị ta lên máy bay không đấy? Biết rồi, cái đấy về tính sau. Hẳn là chiều nhau cơ mà. Cũng có cả ở công ty rồi đấy nhỉ? Anh chả biết gì cả. Anh có biết là để qua mắt được con máy già nhà anh ý, em phải diễn kịch với cả anh ta không? Chứ cái loại lái xe què như thế, làm sao mà đẹp trai lịch lãm, phong độ được như anh. Tôi có việc cho anh đây. Đóng giả làm bạn trai của tôi nhá. Nếu mà được ý, thì số tiền này sẽ là của anh. Hả? Cái gì cơ? Đóng giả làm người yêu á? Nghề mới nổi à? Anh không cần phải nói nhiều đâu. Cứ ngoan ngoãn mà làm cho tốt đi. Làm hơn ý, tôi sẽ thưởng thêm. Anh yêu, tối nay anh chở em đi ăn tối nhá. Lâu lắm rồi mình chả hẹn hò gì cả. Ok, em thích ấy. Thì anh chiều. Anh thấy em thông minh không? Bây giờ thì để em chiều anh tới bến nhé. Em thì kênh nhỏ ấy. Sao đấy? Này, anh để cái gì dưới đệm đấy? Đau thế. Anh có để cái gì đâu. Cái gì ấy nhỉ? Tại sao lại là xương rồng? Là tác phẩm của tôi đấy. Vợ, sao em lại về đây? Sao? Có lẽ giờ này tôi đang ở trên máy bay để đi công tác, để cho hai người dễ dàng đến với nhau à? Sao anh ta dám lửa mà thôi, là chị tôi lên máy bay. Dạ em chào chị ạ. Chị của em vào đây có việc gì không ạ? Chưa này. Em làm việc với chị 5 năm rồi. Em thấy chị là người thế nào? Dạ, chị là một người sếp tốt nhất mà em từng gặp ạ.
Nói thật với chị biết, nếu mà chị không cho em một cái chân lái xe cho chị, thì có lẽ bây giờ em vẫn là một kẻ đầu đường xó chợ lang thang rồi ạ. Nếu bây giờ chị bị lừa rồi thì em có bảo vệ chị không? Dạ, em bảo vệ chị chứ ạ. Nhưng mà sao chị lại hỏi như thế ạ? Em nói thật đi. Em với Trà không phải là một đôi đúng không? Bọn em... Cứ nói đi. Thật sự là em không biết mục đích của chị ta là gì. Nhưng mà chị ta đưa cho em một số tiền, xong rồi bắt em phải làm theo ý của chị ta. Mà em thấy nhá, cứ mỗi lần mà chị xuất hiện là chị ta lại sát vào người của em. Giờ còn hỏi em về lịch trình của chị nữa. Hay là... chẳng lẽ... Đúng thế. Chị đang nghi ngờ Trà ngoại tình với chồng chị. Cái gì cơ hả? Cô ta dám làm như thế hả chị? Nhưng mà chị vẫn chưa có bằng chứng hay là bắt quả tang được bọn họ, nên là bọn họ vẫn chối cãi. Em có thể giúp gì cho chị để lật mặt được cái bọn gian phu dâm phụ này không ạ? Dám động vào chị của em á, em không để yên đâu. Bình tĩnh. Ngày mai em hãy nói dối bọn họ là đưa chị ra sân bay, rồi bảo là chị đã lên máy bay rồi. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Thằng khốn, mày dám lừa với tao. Mày... Anh ở nhà ăn sung mặc sướng, không có việc gì làm, nên anh ngoại tình sau lưng tôi đúng không? Vợ ơi, anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh được không? Đúng rồi, tất cả là tại cô ta. Cô ta cố tình tiếp cận và tấn công anh, lại còn ăn mặc sexy để quyến rũ anh nữa. Chứ... anh mù quáng cho nên mới... Anh dám làm mà không dám nhận à? Tôi tưởng anh yêu cô ta, anh chiều cô ta lắm. Sao anh không đến với cô ta? Bảo vệ cô ta đi. Anh chỉ yêu duy nhất có một mình em thôi. Mẹ, khốn nạn! Mày đổi húp phi, bây giờ mày có đổ lỗi hết lên đầu tao à, hả? Mày... Còn khốn này nữa, mày dám đánh tao à? Bố mày nói cho cái loại mày biết nhá, mày cũng chỉ là cái ngư gái qua đường thôi. Đừng nghĩ mình thanh cao mà khiến tao quỵ lị nhá. Sân khấu này tôi nhường lại cho hai người đấy. Vợ, sao em lại về nhà giờ này? Anh tưởng giờ này là em phải đang ở trên máy bay rồi chứ. À, em để quên đồ. Anh ở nhà có một mình rồi à? Không một mình thì mấy mình? Em hỏi lạ thật đấy. À, hay là em tính dẫn cô nào về đây với anh cho đỡ buồn à? Anh xin nhé. Em nói thật đấy, anh có chuyện gì giấu em không? Hay là có lén vén với cô nào không? Nói thật đi, em tha cho. Hôm nay em bị làm sao ấy? Anh thì làm gì có ai? Thôi được rồi, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là anh chỉ có một mình em thôi. Anh vào nghe điện thoại. Cảm ơn em nhá, em tinh ý quá. Mà chị ơi, dạo gần đây em thấy chị hơi buồn. Chị có chuyện gì à? Có chuyện gì mà em giúp được thì chị cứ nói ra. Em với cả chị làm việc với nhau bao năm rồi, với cả em còn là trợ lý thân cận của chị nữa. Trông chị buồn lắm à? Vâng, chị có chuyện gì à? Chồng chị... anh ấy đang ngoại tình. Cái gì? Anh Phương á? Em thấy anh ấy là người đĩnh đạc mà, làm sao có chuyện đấy được ạ? Em xem bức ảnh này đi. Chị thấy có bóng của người phụ nữ ở trong tủ lạnh. Chị chắc chắn là anh ấy đã ngoại tình sau lưng chị. Chị ơi, chị đa nghi thế. Nhỡ may đây là cái bóng ở ngoài ban công người ta phơi quần áo phản chiếu lại thì sao? Chứ em tin anh Phương là người trung tình. Lòng người khó đoán lắm, nhất là đàn ông. Thôi chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Em chắc chắn với chị, anh Phương là người trung tình, là người đàn ông tốt nhất rồi. Em nghĩ anh ấy không phản bội chị đâu. Sương Rồng trả biếu em đấy à? Vâng. Nhưng mà sao em biết cây sương rồng này là Trà tặng cho em? Nhỡ đâu là em tự mua hay là người khác tặng cho thì sao? Thì anh nhớ là có một lần nào đấy em đã từng kể với anh là bố mẹ Trà có một vườn cây cảnh mà.
Em nhớ là em chưa từng kể với anh về cuộc sống của bất kỳ một nhân viên nào ở trong công ty của em à? Có đấy. Thật là em quên thôi. Tự xử với nhau đi. Và tôi cũng nói trước, từ ngày hôm nay cô bị sa thải. Còn anh cũng dọn đồ và cút xéo ngay ra khỏi nhà tôi đi. Đợi anh, ngay giải thích đã. Mày đi đâu? Tao không cho mày đi. Mày dám anh đâu? Cô dâu cứ nhắm mắt nhá, để chị đánh mắt cho. Chị ơi, tôi đánh mắt kiểu gì giữ nguyên một chỗ đấy. Em đã bảo rồi, là cười này, bên đậm bên nhạt này. Đang đánh mắt nhưng mà tay chị bị chuột rút đấy mà. Em yên tâm, Phương Anh sẽ chỉnh lại tất cả mọi thứ cho em. Làm tốt mà, thoải mái đi. Hùng ơi, em là đồ kiểu gì đấy? Để nguyên như thế, không quần áo của chị sao? Thằng này có vẻ quý chị dâu nhỉ? Là váy hộ cơ. Bình thường ở nhà ấy, có động ghen động chân vào cái việc gì đâu. Thôi để đấy, tí Phương Anh là cho. Anh bảo, anh em mình ra ngoài hít thở cái không khí đi, cho mà toàn mùi xoăn phấn rồi, anh không quen. Hai anh cứ ra ngoài đi, để em lá đồ cho. Đằng nào cô dâu cũng phải mặc váy bây giờ mà. Gì? Em trai của anh đẹp trai y như anh ấy nhở? Vì mày là em anh nên anh cũng chẳng giấu làm gì cả. Cái chuyện vừa rồi coi như mày không biết gì, không nhìn thấy gì, được không? Ý của anh ấy là tôi sẽ không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai về việc anh với cả bà make up hôn nhau. Đúng chưa? Thông minh, nói ít nhiều nhiều. Cái việc giữ bí mật cho anh ấy là trách nhiệm của một thằng em trai ngoan như anh ấy. Thế á? Chính bản thân anh là người biết rõ nhất ngày hôm nay là ngày gì. Ngày hôm nay là ngày mà anh với chị Linh đính hôn ấy. Tại sao anh dám hôn người còn là ngày khác ngay trước mặt vợ mình như thế? Hả? Anh thích thì anh hôn thôi. Sau này em lớn ấy, em sẽ hiểu. Đàn ông anh em mình không một thằng nào có máu chung thủy đâu. Với cả là đàn ông là giống loài thích chinh phục mà. Nhưng mà yên tâm, anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm một người chồng tốt. Một người chồng chung thủy cứ coi như là cái trò lúc nãy là một cái trò vui trước khi anh mày trở thành người có vợ, được không? Anh dám làm ra chuyện như thế thì anh đã không còn là một người chồng tốt rồi. Anh có nghĩ đến cảm xúc của chị Linh khi mà chị ấy phát hiện ra chuyện này? Mày không nói, anh không nói, con bé kia thì chắc không rồi. Em làm sao mà cứ thử ngắn thử dài thế? Em cảm thấy không ưng ý với lớp make up ngày hôm nay. Trông em cứ nhột nhạt nào ấy. Này, anh nhìn đi. Này, em là cô dâu mà trông em còn nhạt nhòa hơn cả chị ý. Em thấy thế nào chứ? Anh thấy Phương Anh trang điểm đẹp mà. Trang điểm cho em nhá, vừa nền nã này, vừa thanh lịch, mà còn tôn lên cái đường nét trên mặt em nữa. Anh thấy nhá, không phải cô dâu nào ấy cũng hợp make up đậm đâu. Mà anh đi bao nhiêu đám cưới nhá, cô dâu toàn chát cả tân phấn lên mặt thôi, trông giả lắm. Ừ thì biết là cô dâu ngày cưới thì phải xinh đẹp, thế nhưng mà đừng có trang điểm lố quá, nhiều khi khách đến không nhận ra cô dâu luôn đấy chứ. Ôi nhớ. Chị không gõ cửa à? Chị vội quá nên quên mất, xin lỗi em nhé. À, thợ ảnh gọi em ra chụp mấy cái ảnh riêng của cô dâu đấy, em ra luôn đi nhá. Vâng ạ. Anh Cường ở lại để em dọc lại phấn nhé. Ok. Nhìn mà ôm vợ anh ấy. Ôm em làm gì? Em ghen đấy à? Đáng yêu phết nhỉ? Em chỉ là người yêu cũ của anh thôi, làm sao bằng vợ sắp cưới của anh được. Nếu như mà ngày xưa ấy, bọn mình mà không chia tay ấy, thì cái vị trí cô dâu bây giờ ấy, là của em ấy. Em biết không, từ lúc chia tay đến giờ, người anh không thể quên
chính là em. Lúc anh sắp cưới Linh, Linh bảo là muốn tìm một make up. Anh nghĩ ngay tới em, vì anh muốn nhân cơ hội này để được lại gần với em nhiều hơn. Em cũng không ngờ là mình đi make up cho người yêu cũ, với vợ tương lai của người yêu cũ rồi đấy. Em để anh ôm em như thế này là anh biết thừa em còn tình cảm với anh rồi. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Cho anh một lễ ăn hỏi thật là bùng cháy. Thế hôm nào làm tiếp không anh? Em thì bận lo bù đầu ra. Anh trông có vẻ thảnh thơi nhở? Thì em phải vui vẻ, cười nhiều là để động viên tinh thần cho vợ thôi. Chứ anh cũng lo lắm chứ. Nào thế bây giờ muốn anh lo mục nào nào? Này này, sân khấu này, hội trường này, trang trí với cả đón khách nữa. Ôi, hôm trước ăn hỏi thôi mà em đã mệt đau hết cả đầu rồi. Không biết đến hôm cưới chính còn stress nào nữa. Phiên phiến thôi em, có là được mà. Ví dụ nhá, như bây giờ là những cái phần là trang trí hội trường này, hay là âm thanh ánh sáng này, bỏ hết đi cho nhẹ đầu. À, nhưng mà riêng cái phần mà make up cho cô dâu chú rể nhá, hay là váy cưới là bắt buộc phải có nhá. Thế thôi. Đời người con gái chỉ cưới có một lần thôi, nên em không thể làm qua loa được. Nếu anh cảm thấy không lo được ấy, để em tự lo. Kìa, anh có bảo là anh không lo với vợ đâu, nhưng anh sợ vợ mệt quá thôi. Thế bây giờ anh vào trong, anh lấy danh sách khách mời để mình tính cỗ nhá. Không à? Anh Cường đâu chị? Anh đi vào trong lấy đồ rồi. Thế em vào luôn này. Này, gì mà vội thế? Ngồi đây chị hỏi tí. Dạ vâng. Dạo này em có chuyện gì giấu chị đúng không? Không ạ, em có giấu chị gì đâu ạ. Không có thì thôi. Chị đùa đi thôi, gì căng nè. Nhưng mà từ hôm ăn hỏi tới giờ chị thấy em mất hút luôn. Chị cảm giác như là em đang tránh mặt chị. Không, tại em hơi bận tí thôi. Bận à? Thôi vậy, chị đang định nhờ em tí việc, nhưng mà bận quá thì thôi. À, chị Linh này, em hỏi tí được không? Chị với cả anh Cường đăng ký kết hôn chưa? Chưa, chị định làm đám cưới xong thì bọn chị mới đi đăng ký kết hôn. Thế thì em nghĩ là anh chị cứ tổ chức đám cưới đi, xong rồi ở với nhau độ 1-2 năm gì đấy rồi đăng ký kết hôn vẫn chưa muộn đâu. Sao tự dưng lại nói thế? Anh Cường có vấn đề gì ạ? Không, tại vì là em thấy bạn bè của em ấy, họ đăng ký kết hôn này, xong rồi sinh con, xong ở với nhau thêm 3-4 năm nữa, lúc đấy hợp rồi ấy, thì mới đăng ký kết hôn. Bây giờ đấy nó là trend ấy, chị phải bắt trend vào, hiểu không? Mà thôi, em đi vào trong đây, chị cứ tham khảo nhá. Trang trí lại phòng tân hôn à? Cưới vợ về thì phải đàng hoàng chứ. Tâm trí đâu mà làm, có bao nhiêu anh dành hết cho em rồi còn gì nữa. Anh không sợ vợ anh biết à? Nó đi với mẹ nó ấy, đặt hội trường này, đặt cỗ hết rồi, còn lâu mới về cơ. Thôi, mai con đèo mẹ đi tiếp. Cái hội trường hôm nay đóng cửa nghỉ nên không vào xem được rồi. Bây giờ vợ anh về rồi phải làm sao? Anh có cách rồi. Chị Minh Đông, sao chị lại ở đây thế ạ? À, hôm nay chị đi make up cho khách về sớm, thế nên là tiện qua make up cho vợ chồng em để xem là có sửa gì không, để hôm cưới làm cho nhanh đi mà. Phương Anh gọi cho anh đúng lúc em vừa đi ấy. Anh bảo là vào thử luôn đi, cái nào em về thử sau. À, chị Linh này, em hỏi tí được không? Chị với cả anh Cường đăng ký kết hôn chưa?
Chưa. Chị định làm đám cưới xong thì bọn chị mới đi đăng ký kết hôn. Thế thì em nghĩ là anh chị cứ tổ chức đám cưới đi, xong rồi ở với nhau độ 1-2 năm gì đấy rồi đăng ký kết hôn vẫn chưa muộn đâu. Sao tự dưng lại nói thế? Anh Cường có vấn đề gì à? Không. Tại vì là em thấy bạn bè của em ấy, họ đăng ký kết hôn này, xong rồi sinh con, xong ở với nhau thêm 3-4 năm nữa, lúc đấy hợp rồi ấy, thì mới đăng ký kết hôn. Bây giờ đấy nó là trend đấy, chị phải bắt trend vào, hiểu không? Mà thôi, em đi vào trong đây, chị cứ tham khảo nhá. À, cũng may là em bị lỡ mất cái lịch xem bộ trường, thế nên là về sớm. Mà chị mách cho anh Cường nhà em xong chưa? Để bây giờ đến lượt em nào. Ôi xong rồi, anh không ơi, đây vào đi bọn. Đây này. Cặp cọ ngược thì chị. Chú rể của em hôm nay đẹp trai quá. Nhìn anh thế này, em tiếc chưa? Thôi không sao, đợi cưới lần hai nhá. Thằng kia, sắp đến giờ mày còn đi đâu ấy? Trong này bí, đi ra ngoài cho thoáng, có được không? Alo. Cái gì? Xe nhà gái hỏng giữa đường á? Thôi không sao, chuyện nó lỡ rồi, biết làm nào rồi. Em với cả nhà cứ từ từ mà đi thôi nhá. Anh phải tranh thủ nghỉ thêm chút đã, chứ đêm qua hồi hộp quá chẳng ngủ được gì cả. Ok. Nhà gái hỏng xe chắc phải tầm 1 tiếng nữa đến nơi cơ. Chúng mình tao gọi bên nhau rồi. Này, ra ngoài giữ cửa cho anh. Ai đến ấy, bảo anh đang ngủ, được chưa? Bạn này. Thế từ bây giờ anh với em không gặp nhau được nữa à? Bây giờ làm gì có lấy cớ make up để sang nữa không? Không có cớ make up ấy, thiếu gì lý do. Một khi mà mình đã yêu nhau nhé, thì không thiếu cách để ở cạnh nhau. Chỉ cần em sẵn sàng đến với anh một cách thầm lặng như thế này là được. Ý là anh không bỏ vợ để đến bên em hay gì? Anh đã nói với em rồi, là mối quan hệ giữa hai gia đình ấy rất là khăng khít, nên là khó lắm. Nhưng mà khó thôi, chứ không phải là không làm được. Thằng này bỏ ra cánh cửa đi ông. Vợ, sao em lại ở đây? Anh tưởng em bảo là xe của nhà bị hỏng cơ mà. Im mồm, đừng có gọi tôi là vợ. Linh, sao em lại không mặc váy cưới? Váy cưới của em đâu rồi? Váy cưới á? Tôi vứt đi rồi. Sao em lại vứt đi? Vì tôi đã quyết định vứt bỏ cái đám cưới này, vứt bỏ cái thằng đàn ông khốn nạn mà tôi giết lấy làm chồng đấy. Ý em là sao? Em biết hết rồi à? Ngồi trang điểm thử cho chồng mình mà lại cầm ngược cọ thế kia. Ga giường thì sập sạch nhăn nhúm, chứng tỏ đã có người lăn lộn hoạt động trên đó. Chẳng lẽ hai người... Mấy hôm nay em theo dõi chồng chị thì cuối cùng cũng chụp lại được ảnh này. Em gửi chị xem ạ. Cưới của chị đâu ạ? Anh Cường có trong này không? Chị hỏi em, anh Cường có trong này không? Có ạ. Em sẽ mở cửa cho chị. Chị xứng đáng được lên tiếng chuyện này. Chị
sau ngày hôm đó, tôi đã âm thầm tìm hiểu về cô ta. Tôi không những sốc vì anh lén lút ngoại tình với cô ta sau lưng tôi, mà tôi sốc cô ta còn chính là bạn gái cũ của anh nữa. Thôi chuyện của hai người thì hai người giải quyết nhé. Tôi đi. Anh. Hóa ra ngay từ lúc chuẩn bị đám cưới và book make up, anh đã có ý định lừa dối tôi để nối lại tình xưa với cô ta đúng không? Sao mày dám phản bội tao? Mày là em trai tao cơ mà. Anh là anh trai của tôi thật đấy, nhưng anh có lớn mà không có khôn. Anh sống tệ lắm không biết không? Tôi có thể bao che cho anh một lần được, nhưng hết lần này đến lần khác, anh tăng tịnh với cô ta thì tôi không thể nào bao che cho anh mãi được. Tôi nói cho anh biết, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi có một thằng anh trai như anh đấy. Mày! Linh ơi! Trả lại cho anh chiếc nhẫn này, anh đem và tặng cô vợ sau này của anh.